hàng loạt các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá và dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản từ nguồn tiền bồi thường Formosa đang chậm tiến độ, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế biển của ngư dân và địa phương. Nội dung tiêu điểm nóng cùng V8. Thưa quý vị, vào tháng 5 năm 2019, Chính phủ đã ban hành quyết định về việc đầu tư các dự án xây dựng nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá và dự án phục hồi tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tại 4 tỉnh miền Trung sử dụng khoản tiền bồi thường của Formosa. Tuy nhiên, đến thời điểm này, hàng loạt dự án đang chậm tiến độ, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, ổn định kinh tế của ngư dân và 4 tỉnh miền Trung. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung này qua phần trình bày của biên tập viên Thanh Huyền. Cảm ơn chị Nguyệt Ánh. Vâng, thưa quý vị, dự án xây dựng nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá và dự án phục hồi tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản được triển khai tại 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Nhóm dự án này sử dụng khoản tiền bồi thường sau sự cố môi trường biển năm 2016 của công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hương Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau nhiều năm thi công, các cảng cá này vẫn chưa hoàn thành, chậm tiến độ kế hoạch đề ra. Khi hạng mục dự án chưa được hoàn thành sẽ ngừng trệ nhiều hoạt động hậu cần nghề cá và ngư dân thì gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận tại tỉnh Quảng Trị. Cảng cá Nam Cửa Việt tỉnh Quảng Trị được khởi công sửa chữa nâng cấp vào cuối năm 2021 theo nguồn vốn của đền bù môi trường biển Formosa, và theo tiến độ là đến tháng 6 năm 2022 là phải bàn giao. Tuy nhiên, dự án này cũng đã chậm tiến độ và được gia hạn vào đến cuối năm 2023 phải bàn giao dự án. Tuy nhiên, đến giờ phút này, dự án vẫn chưa được bàn giao và đang tiếp tục xin gia hạn thêm. Khu neo đầu tránh trú bão kết hợp cảng cá Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị có tổng mức đầu tư là 130 tỷ đồng. Đến thời điểm này mới hoàn thành khoảng 50% các hạng mục xây lắp. Tại đây, khi chưa thi công cảng cá, lượng tàu cập cảng khi cao điểm khoảng 500 đến 700 tàu mỗi tháng, giờ chỉ còn khoảng 200 đến 300 tàu mỗi tháng do tiến độ thi công chậm. Cảng ngừng hoạt động thì rất khó khăn cho ngư dân, là trong tỉnh mà cảng ngoài tỉnh nữa là lượng tàu rất đông, họ vào bán các loại hải sản ở tại cảng Cửa Việt. Thi công cái hệ thống cầu cảng và hệ thống đóng cọc triển khai cầu cảng ảnh hưởng rất lớn đến cái việc tàu thuyền của bà con ngư dân cập cảng và rời cảng. Do cái yếu tố của nhà thầu nên cả cái hàng công trình cũng giãn dở. Không chỉ khu neo đầu tránh trú bão kết hợp cảng cá Nam Cửa Việt chậm tiến độ, mà cảng cá Cửa Tùng và khu neo đầu tránh trú bão kết hợp cảng cá Bắc Cửa Việt cùng trong tình trạng chậm tiến độ. Tổng mức đầu tư của các công trình nói trên là 300 tỷ đồng. Dự án bằng cá Nam Cửa Việt sau khi được Thủ tướng Chính phủ gia hạn thì ban quản lý dự án nó sẽ tiếp tục triển khai các cái hạng mục. Cảng cá Cửa Tùng triển khai hoàn thành trước 30 tháng 6. Dự án cảng cá Bắc Cửa Việt sau khi Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian thực hiện thì ban quản lý dự án sẽ triển khai hoàn thành dự án trong năm 2024. Dự án chậm tiến độ kéo theo nhiều hệ lụy, hàng trăm tàu cá của ngư dân trong và ngoài tỉnh Quảng Trị không thể cập cảng, đồng nghĩa là số hải sản đánh bắt được sẽ không biết nhập ở đâu. Hàng trăm đến hàng ngàn lao động tại các khu dịch vụ hậu cần nghề cá bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không chỉ riêng Quảng Trị mà tại các tỉnh như Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh, hàng loạt các dự án xây dựng nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá và dự án phục hồi tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản từ nguồn tiền bồi thường của Formosa cũng đang chậm tiến độ, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế biển của ngư dân và địa phương. Trước thực trạng này, Chính phủ đã yêu cầu 4 địa phương này cần đẩy nhanh tiến độ các dự án, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân vật lực sớm đưa các dự án vào sử dụng. Ghi nhận tại các công trình xây dựng cảng cá của tỉnh Hà Tĩnh. Dự án xây dựng cảng cá Cửa Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, suốt 2 tháng qua, liên doanh 5 nhà thầu đã tập trung máy móc, nhân lực, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án, xây dựng kè bờ, đê ngăn cát, đóng cọc bê tông cầu cảng, nạo vét luồng lạch là các hạng mục được ưu tiên thi công lúc này. Thì khó khăn ở đây thì nói về làm kè thì nó liên quan đến thủy triều, nên để mà thi công được thì cũng phụ thuộc vào mức thủy triều. Thì các nhà thầu thì cũng đưa ra các biện pháp thích ứng để mà nhằm khi thủy triều rút đi để thuận lợi trong việc thi công để đẩy nhanh tiến độ. Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 280 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trước tháng 12 năm 2024.
Với quy mô cảng cá cấp 2, cảng Cửa Nhượng sẽ đáp ứng tàu cá công suất 400 mã lực vào cập cảng. Ngư dân sẽ không còn lo lắng việc neo đậu tàu thuyền vào mùa mưa bão, cũng như có thể phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá. Để làm được cái cảng thì hầu như là dân là vui mừng, phấn khởi. Bởi vì dư thuyền bè là dư họ phải đưa ra để chiều mình đi được biển. Mình nếu mình có cái cảng là 4-5 giờ là người ta mới đi. Mà mình dư không có cái cảng là dư hơn cảng. Cái lát chân càn quả là dư họ sớm là họ phải đưa ra để chiều càn tuyên mới đi. Còn tại dự án khu neo đậu tránh trú bão cửa khẩu Kỳ Hà, được đầu tư xây dựng gần 40 tỷ đồng vào tháng 10 năm 2021. Hiện các hạng mục nhà điều hành, đường giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước thải, hệ thống chiếu sáng đã hoàn thành. Người dân đang đẩy mạnh phát triển các dịch vụ hậu cần nghề cá để phát huy hiệu quả công trình này. Ban đang chỉ đạo tập trung 6 buổi thi công trên hiện trường, yêu cầu các nhà thầu lập tiến độ thi công, nghiên cứu hồ sơ và lập tiến độ thi công rất chi tiết với cái thời gian thực tế thi công. Còn nếu các nhà thầu mà không đáp ứng được tiến độ theo tiến độ lập thì ban có thể là cắt khối lượng. Từ nguồn bồi thường hỗ trợ của Formosa, tỉnh Hà Tĩnh đã đầu tư 400 tỷ đồng để xây dựng 4 dự án mở rộng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão. Hiện dự án cảng cửa khẩu Kỳ Hà đã hoàn thành. 3 dự án còn lại đang được các nhà thầu nỗ lực triển khai nhằm sớm xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, phát triển kinh tế biển tại địa phương. Mục tiêu của dự án là nhằm xây dựng, nâng cấp các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá cho cộng đồng ngư dân ven biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế để khôi phục phát triển sản xuất thủy sản, đồng thời phục hồi tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ của 4 địa phương kể trên, nhằm tái tạo hệ sinh thái rạn san hô, hình thành sinh cảnh nhân tạo cho các loài thủy sản cư trú, phục hồi tái tạo nguồn lợi thủy sản. Hiện các địa phương cần có giải pháp căn cơ và chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn thành các công trình để phục vụ nhu cầu của người dân và ổn định phát triển kinh tế, bảo vệ an toàn vùng trời, vùng biển của địa phương.